Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình. Việt Nam lên tiếng cho Cuba là có sự tính toán về thời điểm Ngày 13 tháng 6, VOA tiếng Việt bình luận Vì sao Việt Nam liên tục lên tiếng kêu gọi Mỹ gỡ bỏ cấm vận đối với Cuba? VOA dẫn tuyên bố do Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam Cuba, ông Vũ Hải Hà ký và được Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đăng ngày 10 tháng 6, kêu gọi cho tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba trên cơ sở bình đẳng có đi có lại tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia và thể chế chính trị của mỗi bên. Tuyên bố cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp tích cực vào quá trình đối thoại, xây dựng lòng tin giữa Hoa Kỳ và Cuba nhằm cải thiện quan hệ hai nước. Và đây là hình bài bình luận trên VOA. VOA cho biết tuyên bố của nhóm nghị sĩ được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn đối với Cuba. Theo đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng lên tiếng ngày 6 tháng 6. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, trong cuộc họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York tại Mỹ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, cũng lên tiếng phản đối lệnh cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính đối với Cuba và cho rằng các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế đi ngược lại các tôn chỉ, nguyên tắc cơ bản của hiến trường Liên Hiệp Quốc. VOA dẫn ý kiến của tiến sĩ Andrew Will Dunn, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Đông Nam Á thuộc Viện Hòa Bình tại Mỹ, cho rằng việc Việt Nam liên tục lên tiếng về vấn đề của Cuba là không có gì đáng ngạc nhiên, vì Việt Nam và Cuba vốn có quan hệ hữu nghị lâu năm, phù hợp với chính sách đối ngoại đa hướng của Việt Nam và sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến quan hệ Mỹ-Việt. VOA cũng dẫn nhận định của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, trụ sở ở Singapore, thì việc lên tiếng này là có một sự tính toán chiến lược về thời điểm. Khi đảng Dân Chủ đang cầm quyền ở Mỹ, thì có điều kiện tốt hơn để bình thường hóa quan hệ với Cuba và giải cấm vận. Và đây là hình cựu thủ tướng Cuba Fidel Castro cùng cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1973. Ông hợp dẫn chứng từ thực tế, trong quá khứ, tổng thống Obama trước khi rời nhiệm sở đã cho tái lập quan hệ ngoại giao Mỹ và Cuba ở cấp đại sứ và có một số bước chuẩn bị để bỏ cấm vận. Tuy nhiên khi tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, mối quan hệ mới được tái lập này đã bị hủy bỏ và thậm chí Cuba còn bị Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới. Việt Nam rất hy vọng rằng ông Joe Biden trước bầu cử sẽ thiết lập lại mối quan hệ ngoại giao ở các đại sứ giữa Mỹ và Cuba. Còn chuyện để bỏ được cấm vận thì còn phải thông thả, nhưng tiền đề là tái lập lại mối quan hệ ngoại giao cấp đại sứ, tiến sĩ Hợp nói. Theo VOA, Thực tế khác biệt giữa hai quốc gia cộng sản trong quan hệ với Mỹ đã được nhiều nhà nghiên cứu phân tích. VOA dẫn nhà nghiên cứu Friedrich, một cựu quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng, dù hiểu chủ nghĩa mát đã bị phá sản và tương lai kinh tế của quốc gia nằm ở những thay đổi sâu sắc theo định hướng thị trường, nhưng làm thế nào để vừa thực hiện được điều đó vừa không mất đi sự kiểm soát về chính trị là một vấn đề nan giải. Và đây là hình người Cuba biểu tình chống độc tài. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thì cho rằng về chính trị, ở Cuba họ chấp nhận biểu tình, chấp nhận những tiếng nói phản biện. Họ chấp nhận để cho những tổ chức xã hội là mầm móng rõ ràng của các tổ chức xã hội dân sự bắt đầu xuất hiện và hoạt động khá tích cực ở Cuba. Những điều vừa nói, nó thể hiện chính quyền ở Cuba cởi mở hơn chính quyền ở Việt Nam bây giờ. Nhưng sở dĩ Cuba vẫn phải chống chọi với nền kinh tế lạc hậu, yếu kém và chưa hòa nhập với thương mại toàn cầu là vì quá trình đổi mới về kinh tế của quốc gia này quá chậm chạp và không tương xứng so với những đổi mới về chính trị, vẫn theo tiến sĩ học. Quan hệ giữa Việt Nam và Cuba giờ không còn là quan hệ giữa hai đảng nữa. Thực ra, quan hệ giữa hai đảng bây giờ rất yếu vì đảng Cộng sản Cuba thay đổi nhiều lắm. Mặc dù bên đó họ vẫn giữ một đảng cầm quyền, nhưng thay đổi rất nhiều. Chỉ có chính quyền ở Cuba chưa có những đổi mới về kinh tế, nên người dân Cuba vẫn rất nghèo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam lên tiếng cho Cuba là có sự tính toán về thời điểm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trò mỹ dân của Tô Lâm khi làm dáng cứng rắn với Trung Quốc ngày 12 tháng 6, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận ván bài tệ của Tô Lâm của blogger Nam Việt. Theo tác giả, đối với các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, cách lấy lòng dân nhanh nhất là tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc, kẻ thù trong tâm thức người Việt. Bất chấp đó là trình diễn ngoại giao hay có thật, lịch sử cầm quyền và mỹ dân từ hai tập niên nay của các tay lãnh đạo Ba Đình đã chứng minh điều đó. Tác giả đề cập đến cách ứng xử với Trung Quốc của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tạo nên một tư thế đặc biệt với ông. Vào tháng 5 năm 2014, ông Dũng đã công khai trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài. Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh, các hành động uy hiếp và xâm phạm, rồi liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam. Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói. Tác giả bình luận, báo chí Việt Nam như mở hội, lòng người Việt như mở cờ. Tác giả cũng nhắc lại cái liếc mắt lạnh lùng của cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trong một lần tiếp quan chức Trung Quốc được dân Việt truyền tay nhau như một tín hiệu đáng tin cậy. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Lần này vẫn theo tác giả, đứng trước làn sóng chỉ trích tội phạm quốc tế, kẻ tàn bạo quốc gia. Ông Tô Lâm với vị trí chủ tịch nước đã chọn thủ pháp dân túy quen thuộc khi tiếp đại sứ Hùng Ba của Trung Quốc ngày 11 tháng 6. Tác giả dẫn tờ bưu điện Hoa Nam buổi sáng với tựa đề Việt Nam nói với Trung Quốc phải tôn trọng quyền và lợi ích hàng hải của nhau. Đây được coi là cách nói ngang hàng và được nhiều tờ báo quốc tế chú ý nhấn mạnh. Cả hai bên cần thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao và nhận thức chung, kiểm soát và giải quyết tốt hơn những bất đồng trên biển, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau. Ông Lâm nói với đại sứ Hùng Ba trực tiếp đề cập đến yêu sách lãnh thổ của Việt Nam ở, ở Biển Đông. Tác giả cũng nhắc đến việc Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 6 tháng 6 bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hiện diện của tàu khảo sát Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Chủ tịch Tô Lâm nói, hai bên cần tích cực tìm kiếm các giải pháp thỏa đáng, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc luật biển năm 1982. Tác giả nhận xét, đây là điều thú vị vì hầu hết các ngôn ngữ thể hiện chủ quyền. Lâu nay, với lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn sử dụng những từ ngữ mềm dẻo, thậm chí là nhúng nhường với Bắc Kinh. Và đây là hình Chủ tịch Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba. Tác giả đặt câu hỏi, Tô Lâm muốn nói điều gì khi để những ngôn ngữ này lọt ra ngoài trong cuộc gặp ra mắt ngoại giao ở chức vụ chủ tịch nước với đại sứ Hùng Ba của Trung Quốc. Rõ ràng ông Tô Lâm đang nhắm đến hai yếu tố. Một là bắn tiếng với Trung Quốc, rằng mình là một người có thực quyền, mặc dù sự lựa chọn của Trung Quốc trước đây dường như nghiêng về phía Vương Đình Huệ. Hai là ông muốn tạo một mối thiện cảm giả tưởng đối với dân Việt Nam trong bối cảnh tình hữu nghị thuộc về ý đảng nhưng chưa bao giờ là lòng dân. Tác giả nhắc lại thái độ cúi mặt nghe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình răng dạy của ông Vương Đình Huệ trong chuyến đi chầu Bắc Kinh để cầu viện trước khi bị phế trước. Ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khi đó đã cung cúc hô to rằng Hà Nội sẽ kiên trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ. Lần này tác giả đánh giá có vẻ không có ai bị mắc lừa trò làm dáng của Tô Lâm như kiểu mọi người từng bị lầm với tuyên bố của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vong, từng làm cả nước mê đắm và bàn tán tác giả nhận định Lâm vẫn là Lâm, kẻ tráo trở và là tai sát thủ hạng một trong lò sát sinh của Cộng sản Việt Nam lúc này. Và nếu người dân Việt Nam biết thêm rằng, sau khi nói những điều cứng rắn với đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Lâm đã cười hề hề và nhắc với phận con dân. Năm sau kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, hai bên cần phải nâng quan hệ lên tầm cao mới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin trò mỹ dân của Tô Lâm khi làm dáng cứng rắn với Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.